Kính chào quý khán giả và quý bà con. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Sầu riêng đã oai chín bói đầu mùa, đạt ngưỡng 60.000 đồng một ký, nông dân rất phấn khởi. Nhiều địa phương vẫn hiểu sai về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trồng chanh dây sản xuất theo quy trình sinh học tiếp cận thị trường châu Âu. Chuyên mục con số hôm nay, giá cam sành tại các tỉnh miền Tây giảm, chỉ còn cao nhất 8.000 đồng một ký, người trồng cam kém vui. Chuyên mục chuyện nhà nông, câu chuyện về lão nông được mệnh danh là chuyên gia về cây artiso ở thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, một thông tin rất vui với người trồng sầu riêng Lâm Đồng. Hơn 10 ngày qua, người dân vùng sầu riêng huyện Đạ Oai bắt đầu bước vào thu hoạch sầu riêng chín bói đầu mùa. Theo đó, giá sầu riêng đầu mùa năm nay cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018. Hiện tại, giá sầu riêng ghép các giống Thái Lan được thương lái thu mua tại vườn như Dona dao động từ 57 đến 60.000 đồng một ký, ri 6 từ 38 đến 42.000 đồng một ký và sầu riêng hạt các loại có giá từ 20 đến 25.000 đồng một ký. Nhìn chung so với cùng kỳ năm 2018 thì giá sầu riêng đầu mùa năm nay tăng từ 4 đến 7.000 đồng một ký. Theo người dân, vụ thu hoạch chính sầu riêng Đạ Oai năm nay sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5 tới. So với năm 2018, năng suất sầu riêng năm nay cũng tăng lên đáng kể. Theo thống kê năm nay, Đạ Oai có khoảng 2.000 hectare sầu riêng cho thu hoạch, với tổng sản lượng ước tính đạt trên 30.000 tấn. Theo người dân địa phương, sản lượng sầu riêng chín bói đạt khoảng 10% trên tổng sản lượng sầu riêng vụ mùa năm 2019 của địa phương. Tạm chia tay với huyện Đạ Oai, xin mời quý vị đến với một thông tin từ huyện Lâm Hà. Thưa quý bà con, theo thống kê hiện nay, diện tích trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện Lâm Hà là 759 hectare, trong đó có 94 hectare đang cho thu hoạch, còn lại 440 hectare là diện tích trồng mới. Cây mắc ca chủ yếu được trồng xen vào vườn cà phê trên địa bàn 13 trên 16 xã, thị trấn của huyện, năng suất bình quân đạt 19,7 tạ trên 1 hectare. Cây mắc ca ngoài được các hộ dân trồng tự phát, cung ứng cho các tỉnh, thành phố hay tham gia vào chuỗi sản xuất hợp tác xã, thì nhiều hộ còn trồng trên đất lâm nghiệp theo đề án 04 với diện tích khoảng 300 hectare. Được biết là hiện trên địa bàn huyện Lâm Hà cũng đã hình thành và phát triển được 4 cơ sở chế biến xuất khẩu sản phẩm hạt mắc ca, tạo đầu ra ổn định cho nhiều hộ nông dân. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý liên quan đến cây chè. Thưa quý bà con, thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm được xem là thủ phủ của cây chè. Thế nhưng trong nhiều năm vừa qua, diện tích cây chè cứ giảm dần. Trong đó, tính riêng, thành phố Bảo Lộc hiện có 2.880 hectare chè các loại, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân giảm chủ yếu do bà con nông dân chuyển đổi sang diện tích cà phê và cây dâu tầm. Mặt khác, do thị trường tiêu thụ khó khăn, giá chè tươi thấp nên ảnh hưởng đến việc phát triển và ổn định diện tích chè của bà con nông dân ở thành phố Bảo Lộc. Bên cạnh đó, việc triển khai trồng chè theo quy trình trồng chè Việt Gáp cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chi phí đầu tư cao nhưng giá thành thấp nên ảnh hưởng đến việc phát triển diện tích chè ở địa phương. Liên tục chương trình, trồng chanh dây sản xuất theo quy trình sinh học tiếp cận thị trường châu Âu. Chuyên mục con số hôm nay, giá cam sành tại các tỉnh miền Tây giảm, chỉ còn cao nhất 8.000 đồng một ký, người trồng cam kém vui. Chuyên mục chuyện nhà nông, câu chuyện về lão nông được mệnh danh là chuyên gia về cây artiso ở thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị và quý bà con, liên tục nội dung chương trình tối nay, xin mời quý bà con cùng đến với những thông tin cập nhật, phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân nhiều địa phương trên cả nước. Quý vị và bà con thân mến, sau gần 10 năm triển khai chương trình quốc gia mỗi làng, mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, nông sản Việt Nam đã định hình được hàng nghìn sản phẩm có lợi thế tham gia chương trình. Thế nhưng một thực tế đang diễn ra là hiện có nhiều địa phương vẫn hiểu sai về chương trình này. Sơn La là một trong những địa phương được đánh giá sở hữu nhiều sản phẩm lợi thế để triển khai chương trình mỗi làng xã một sản phẩm. Điển hình là quả xoài. Nhưng cũng như nhiều địa phương khác, việc tìm đầu ra ổn định cho nông sản vẫn rất khó khăn. Hiện nay chúng tôi yếu và thiếu lớn nhất
là cái khâu tiếp cận thị trường. Vì việc tiêu thụ nông sản cũng là việc mới của tỉnh. Nữa là chúng tôi cũng kiến nghị với Bộ là tiếp tục là phải đàm phán mở cửa thị trường. Hiện đã có 18 trên 63 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án OCOP với hơn 1.500 sản phẩm có khả năng được gắn sao. Nhưng theo các chuyên gia, nhiều tỉnh thành vẫn chưa hiểu thực chất thế nào là sản phẩm OCOP. Trên cơ sở là các anh ấy hiểu là địa phương tôi có quả nhãn, có cây xoài thì các anh coi đấy là một sản phẩm OCOP. Giống như là vùng Oita mà khởi nguồn là OCOP, OVP trước đây, thì vùng Oita nổi tiếng là với cây chanh. Thế nhưng mà từ cái cây chanh đấy họ ra một độ hàng trăm sản phẩm khác từ cái quả chanh, và để tiếp cận cái sản phẩm OCOP là cái sản phẩm cuối cùng chúng ta cầm cái chai nước chanh đến uống. Trọng tâm của chương trình là phát triển các sản phẩm có lợi thế gắn với yêu cầu của thị trường. Đến nay rất nhiều địa phương đăng ký phát triển sản phẩm OCOP, song vẫn chưa có nhiều địa phương có nhiều mặt hàng đạt tiêu chuẩn của chương trình. Thưa quý bà con, dù các địa phương vẫn đang loay hoay tìm cách làm phù hợp, nhưng chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm vẫn được coi là một trong những giải pháp phát triển đột phá trong nông nghiệp. Vì thực tế trên thế giới, nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đã thành công với chương trình này và nông nghiệp Việt Nam đang kỳ vọng sẽ không là ngoại lệ. Thưa quý bà con, hiện nay bà con nông dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch chanh dây. So với phương thức canh tác truyền thống thì chanh dây sản xuất theo quy trình sinh học có giá bán cao hơn vài lần. Hiện nay, giá chanh dây thường được các thương lái thu mua ở mức từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng một ký, trong khi chanh dây sản xuất theo quy trình hữu cơ được mua với giá gần gấp 3, từ 38.000 đồng đến 45.000 đồng một ký. Sản phẩm có giá cao bởi được trồng và chăm sóc trong nhà lưới theo quy trình an toàn sinh học. Hợp tác xã Đắc Tân, thị xã Gia Nghĩa là đơn vị trung gian liên kết sản xuất, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân. Sản phẩm thu hoạch được xuất bán cho một số công ty, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Hiện nay, nhiều nông dân xã Y Ba, huyện Sông Hinh chuyển đổi từ cây trồng truyền thống như mía, sắn, cà phê sang mở rộng diện tích trồng cây sa chi. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019, giá sa chi liên tục giảm mạnh, từ 80.000 xuống còn 20.000 đồng một ký, khiến nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Theo cơ quan chức năng, loại cây này chưa có quy trình sản xuất, công nghệ chế biến sau thu hoạch và chưa có thị trường ổn định. Các đại lý thu mua cũng đang thận trọng, không mua hạt sa chi với số lượng lớn vì đầu ra hầu như đều phụ thuộc vào thương lái. Vì vậy, khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích sa chi ồ ạt nhằm tránh rủi ro. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 8.000 đồng, đây là con số về mức giá thu mua cam sành cao nhất tới thời điểm đầu tuần này. Cụ thể, giá cam sành hiện được các thương lái thu mua chỉ ở mức 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Mặc dù đang vào đỉnh điểm mùa nắng nóng, nhưng giá cam sành tại đồng bằng sông Cửu Long lại tiếp tục giảm mạnh. Thông thường vào thời điểm nắng nóng gay gắt, những loại trái cây có múi như cam sành có giá bán tương đối ổn định. Tuy nhiên, thị trường hiện đang diễn biến trái ngược kỳ vọng của người trồng cam. Theo nhiều nhà vườn, trước đây hàng năm khoảng đầu tháng 3 đến cuối tháng 5, giá cam sành mùa nghịch rất cao, có thời điểm ở mức 30.000 đồng một ký. Tuy nhiên 2 năm gần đây thì giá cam sành ngày càng giảm sâu và gặp nhiều khó khăn về đầu ra. Hiện đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 30.000 hecta cam sành, tập trung ở các tỉnh như Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp. Lâu nay nhà vườn trồng cam sành tại đồng bằng sông Cửu Long chưa có đầu mối bao tiêu ổn định, chủ yếu bán cho thương lái. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là các địa phương trong vùng cần phải xem xét để có hướng quy hoạch chuyển đổi diện tích trồng cam sành sao cho phù hợp. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông cùng chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xoay quanh những hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đang phát triển mạnh mô hình trồng tiêu giá thể từ cây tràm, còn gọi là mô hình tiêu leo tràm, nhất là ở hai xã Vĩnh Hòa Hương Bắc và Vĩnh Hòa Hương Nam. Đáng chú ý là nông dân ở Gò Quao hiện còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện để tham gia vào các tổ hợp tác trồng tiêu hữu cơ, giúp tăng giá trị kinh tế từ sản phẩm tiêu hữu cơ. Hiện tại, diện tích trồng tiêu huyện Gò Quao khoảng 205 hecta, trong đó xã Vĩnh Hòa Hương Bắc là địa phương phát triển mạnh nhất mô hình tiêu leo tràm, tức dùng cây tràm làm nọc để cây tiêu đeo bám, sinh trưởng và phát triển với khoảng 120 hộ trồng tiêu, diện tích khoảng 100 hecta. Gia đình anh Nguyễn Anh Vũ áp dụng mô hình này được 14 năm,
hiện có khoảng 3.000 gốc tiêu, trong đó có 1.500 gốc đang cho thu hoạch. Năng suất đạt được là 2 kg một gốc tiêu, thu hoạch khoảng 3 tấn một năm. Thời điểm giá tiêu trên thị trường dao động mức 200.000 đồng một ký, anh Vũ thu được 200 đến 300 triệu đồng một năm sau khi trừ các chi phí. Vườn tiêu này mình đã trồng được 14 năm mà kết hợp với cây tràm, trụ sống cây tràm, thấy hiệu quả nó cao. Nói chung là cái dùng mình ở đây xài như cột xi măng đồ thì nói chung là chắc nó không hiệu quả gì mấy đâu. Thời gian gần đây, giá tiêu liên tục xuống thấp, thời điểm hiện tại chỉ ở mức 50.000 đồng một ký. Do điều kiện giá cả tiêu trên thị trường bấp bênh đã khiến việc trồng tiêu của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, ngành nông nghiệp phối hợp với ban ngành chuyên môn địa phương đang đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng sử dụng phân vi sinh. Đến thời điểm hiện tại, đã có 20 hecta tiêu của huyện Gò Quao đạt chứng nhận Việt Gáp. Định hướng tới đối với huyện Gò Quao thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái chuyển giao học kỹ thuật nữa, rồi mở rộng cái quy mô diện tích cái tiêu hữu cơ này từ cái diện tích của cái Việt Gáp. Bởi vì cái Việt Gáp là cái nền tảng để chúng tôi từng bước để mà phát triển lên cái tiêu hữu cơ. Thì nếu như sản phẩm tiêu hữu cơ đạt được cái giấy chứng nhận thì cái giá trị mang lại thì nó sẽ cao hơn. Trồng tiêu theo hướng hữu cơ có nhiều đặc điểm ưu việt hơn, đặc biệt đất trồng tiêu được cải tạo tơi xốp hơn, tăng khả năng giữ nước và thoát nước, bình quân 1.000 mét vuông đất vườn trồng 200 đến 300 nọc tiêu, đồng thời giúp tăng các chủng loại vi sinh vật có ích, nâng cao sức sống rễ cây, hạn chế mầm bệnh gây hại có trong đất. Xin được tiếp tục chuyện nhà nông hôm nay với câu chuyện về một lão nông tại Lâm Đồng với hơn 20 năm gắn bó với cây atiso. Đó là câu chuyện về nhà nông Trần Văn Bé ở phường 9 thành phố Đà Lạt. Với hơn 20 năm canh tác loại cây trồng giá trị cao, ông đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại và hiện được người dân nơi đây coi là chuyên gia về cây atiso. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về người nông dân này. Nhà nông Trần Văn Bé hiện đã canh tác diện tích 5.000 m2 chỉ chuyên trồng atiso. Điều đặc biệt là khu vườn này lại rất ít dịch bệnh và cho năng suất cao. Theo ông, atiso là loại cây trồng tận thu, sử dụng được hết nên giá trị rất lớn. Từ atiso, ông đã phát triển kinh tế gia đình ổn định trong những năm qua. Để thâm canh atiso hiệu quả, ông trồng xen thêm các loại rau màu trong vườn, vừa tăng thu nhập, vừa hỗ trợ cây atiso phát triển một cách tốt nhất. Từng là chi hội trưởng hội nông dân ở khu phố, nên ông có cơ hội được tiếp xúc nhiều với các kỹ sư nông nghiệp. Chính vì vậy, ông đã tranh thủ học hỏi các kỹ thuật mới và áp dụng vào khu vườn của mình. Mặc dù trong những năm trước, có thời điểm atiso rớt giá mạnh, khiến nhiều vườn phá bỏ, thì khu vườn của nhà nông này vẫn rất ổn định, với những kỹ thuật riêng, cây trong vườn rất ít dịch bệnh và cho năng suất cao. Một cây thường có 4-5 bông, cá biệt có những cây đến 7-8 bông loại 1. Nếu mà đất với ẩm sình là mình phải lên luống cho nó thật cao, không? Nếu mà đất sình là mình phải lên cho nó khoảng chừng 20-25 phân, cái rò cao lên. Đó, thì mình để chi? Để nó khỏi cái bị ống thủy. Nhưng mà đất sình thì không nên trồng. Nó ướt quá, cái rễ atiso nó dài vậy nè. Khi mà nó ra là nó bị ống thủy là nó chết. Để bảo vệ atiso khỏi các loại dịch hại tấn công, ông sử dụng các loại phân bón hữu cơ trên vườn và các chế phẩm bảo vệ thực vật từ thiên nhiên. Theo ông, canh tác hữu cơ sẽ giúp cây atiso phát triển tốt, cây khỏe, từ đó hạn chế được dịch bệnh trên vườn. Đồng thời, việc áp dụng hữu cơ sinh học trong vườn cũng mang lại nhiều lợi ích kép cho gia đình và cộng đồng. Mình sử dụng hữu cơ tất nhiên là nó không có độc hại đến cho bản thân mình. Còn mình sử dụng các cái chất hóa học khác á, là khi mình xịt vô á, là nó bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Điều thứ nhất, thứ hai nữa là vấn đề sinh học, ví dụ như là bây giờ cháu lấy cái bông này về cháu ăn cái gì, cháu bơm vô đây về cháu ăn sẽ ngộ độc. Chính vì cho năng suất cũng như chất lượng vượt trội, vườn atiso này luôn có giá cao hơn thị trường và hầu như không lúc nào đủ sản lượng cung cấp cho thị trường. Thưa quý bà con, gắn bó lâu năm với cây atiso, giờ đây ông Bé đang từng bước chuyển giao vườn cây cho con trai với hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục vun đắp cho mảnh vườn, nâng cao giá trị kinh tế cho gia đình và hơn nữa là phát huy thương hiệu atiso Đà Lạt với sản phẩm đạt chất lượng thực sự. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.